Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích chiếc Mua X2022 này đến vậy. Cho đến khi tôi nghiên cứu về mẫu xe này thì tôi nhận ra là tôi thích mẫu xe này bởi vì tôi có tư tưởng của một người ít tiền chọn xe tiền tỷ. Đó là gì? Con xe này máy nhỏ 1.9, giá rẻ nhất phân khúc mà không những rẻ lại còn hay giảm giá, bền bỉ, máy dầu, hàng nhật. Tất cả những thứ này nó cho tôi cảm giác là nó quá phù hợp với giấc mơ của những người chưa đủ tiền đi ngắm xe tiền tỷ. Tôi tin là rất nhiều người cũng có cái cảm giác này giống tôi. Nhưng khi mà anh em có vài tỷ trong tay rồi Anh em lại nghĩ khác Nó doanh số thấp là vì nó làm cho những người chưa đủ tiền thích nó Như cách mà tôi thích nó Đến lúc tôi nhiều tiền rồi thì tôi lại chưa chắc đã thích nó Cái bản mới này đi Giá từ 900 triệu đến 1 tỷ 190 triệu Nói chung là nó loanh quanh khoảng 1 tỷ 1 tỷ cho cái thiết kế này đã làm anh em hài lòng chưa Tôi đánh giá nó đẹp hơn bản cũ Nhưng hài lòng thì chưa hẳn đã hài lòng Nếu mà so với mặt bằng chung của xe Nhật thì là ổn Nhưng mà so với các cái xe mà loanh quanh khoảng 1 tỷ mà đến từ Hàn Quốc hay đến từ Mỹ thì tôi lại đánh giá nó không cao. Đánh giá xe theo tôi là nó có rất nhiều góc nhìn. Cái ông mà có trong túi khoảng vài tỷ nhìn nhận một con xe 1 tỷ nó sẽ khác với cái ông có trong túi khoảng 700 triệu đi cảm nhận về một con xe 1 tỷ. Người với người đã khác nhau rồi, lại còn cộng thêm túi tiền của mỗi người lại khác nhau nữa thì cái cảm nhận của nó lại càng đi xa nhau. Nếu giờ anh em có vài tỷ đi, quyết định mua một con xe loanh quanh khoảng 1 tỷ, kiểu như Moix thì anh em cần cái gì? Có cần tiết kiệm dầu không? Cũng có, nhưng mà chênh nhau khoảng vài lít, 100 cây thì cũng không quá quan trọng Thích con xe động cơ to hay nhỏ? Nếu mà có vài tỷ rồi thì mua động cơ nhỏ làm gì? Tiêu chí lúc đó của mình là lại phải mạnh mẽ Giờ chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn cái con xe mũi x này dựa trên cái nhu cầu của người có trong tay khoảng vài tỷ Trên cái mẫu xe mua x này, đẹp, đã đáp ứng được chưa? Nếu mà mua xe vì đẹp ý, thì tôi lại không mua con xe này Ngoại thất của mẫu xe này ở mức khá so với mặt bằng chung, còn nội thất của nó theo tôi đánh giá nó chỉ ở mức trung bình, vẫn còn rất nhiều các vật liệu nhựa cứng, các đường nét bên trong nó cũng chỉ ở mức tạm tạm, nó không mang đến nhiều cái cảm giác hiện đại cũng như cái cảm giác sang ở trong cái xe tầm khoảng 1 tỷ. Cái điểm thứ hai mà những người có tiền quan tâm là tiện đã tiện chưa có nhiều đại lý không bảo dưỡng có gần nhà không phụ tùng thay thế có nhanh không bỏ qua vấn đề rất rẻ đi vì mình có vài tỷ mà mình không quan tâm nhiều đến tiền tranh nhau lắm nếu mà nghĩ đến tiện thì tôi lại nghĩ ngay đến ông Già fortuner đại lý của nó khắp nơi nếu mà ở hà nội thì uh, loanh quanh bán kính khoảng vài km là tôi đã tìm được rồi phụ tùng nhiều lại nhanh nữa cái từ tiện này theo tôi nó có thể quy đổi ra được bằng tiền đặc biệt là với những người sử dụng xe nhiều thì cái từ tiện này là một thứ rất đáng giá như vậy đẹp thì nó không đẹp bằng Ford Everest 2022 Tiện thì nó lại không tiện bằng Fortuner Đây là xét trên cái nhu cầu của những người có tiền nhá Còn ít tiền như tôi ý, thì X cũng đẹp lắm rồi Bảo dưỡng xa một tí cũng không thành vấn đề Còn một cái rào cản nữa là cái thương hiệu Isuzu này Nó sản xuất chủ yếu là xe tải Nó không mang đến cái ám ảnh tốt với những người có tiền Ở Thái Lan thì chiếc X bán rất chạy Có lẽ là tư tưởng và thị yếu của mấy anh Thái này nó khác với mấy anh ở Việt Nam ở việt nam chi loanh quanh khoảng 1 tỷ để đổi lấy một con xe thì nó vẫn là một số tiền lớn ngoài giá trị sử dụng thì nó còn phải đáp ứng cho khách hàng cái giá trị hình ảnh về thương hiệu đi đường mà toàn gặp logo isuzu gắn trên xe tải xong nhìn xuống vô lăng của mình ồ oh, cũng giống đấy tiến hành nháy đèn xin chào mình cũng logo isuzu này đánh giá về mặt giá trị sử dụng đây là một con xe có giá trị sử dụng tốt cái gì cần đều có nó sẽ đáp ứng cho anh em ở mức đủ nhưng mà cái mẫu xe mu x này nó sẽ phù hợp cho ai phù hợp cho những anh em nào mà Ai cố cố vì muốn sử dụng một chiếc xe lâu dài Những anh em mà cân nhắc CX5, Tucson, Toyota Cross hay Outlander nếu cố lên mua X thì tôi đánh giá anh em sẽ được một cái xe có giá trị sử dụng tốt hơn, lâu dài hơn, phục vụ được nhiều mục đích hơn. Video này thì tôi chỉ muốn tập trung vào vấn đề tư tưởng. Tư tưởng là cái rào cản lớn nhất khi mà anh em đến với mẫu xe này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.